Hello anh em nhé, bây giờ em được xin phép review một ARC là GLB35AMG, một con cái băng rồng em nghĩ là tự tin là lô 1 server với những món đồ sau đây. ARC này thì đã mắc võ lâm mật tịch tẩy thủy kinh nha anh em. Đầu tiên là một cái mũ no 1 server, no 1 chưa anh em, quá là no 1 luôn. Sinh lực 144, phòng thủ vật lý 25, làm chậm 40, nội lực 60, vãi cả bều ạ. Cái mũ em nghĩ là không có cái mũ nào hơn cái mũ này rồi, đó là binh của binh rồi. Một cái toái nguyệt đao hỏa sát lội công 188, làm chậm 40 và sinh lực 124. Ôi trời ơi, kinh khủng quá anh em, hai cái món này kinh khủng quá. Một cái dây chuyền kháng tất cả 16 hệ mộc, kháng lôi 13 và sinh lực 35. Một cái áo mộc thời gian phục hồi 40, kháng lôi 28. Ô trời, chu cha mạng ơi. Một cái đai lưng thủy sinh lực 27, choáng 40, nội lực 34, kháng hỏa 11. Một cái nhẫn thủy no 1 server, kháng hỏa 24, choáng 40. Trời ơi, ba nhìn cái nhẫn thèm thế. Em trường thèm cái nhẫn này quá anh em ơi, thèm thật sự luôn. Cái nhẫn này thì quá thèm luôn. Một cái bao tay kim, nội lực 127, sinh lực 138. Một cái ngọc bội kim sinh lực 156, nội lực 80. Trời ạ. Một cái nhẫn thổ, nội lực 65, kháng băng 25, sinh lực 119. Một cái giày tốc độ di chuyển 40, kháng băng 25, nội lực 73, được 19 điểm. Và một con phi vân bảo hộ 100 kim xuống ngựa không mất thuộc tính. Ác này thì 80 làm chậm, 80 choáng, lại còn có cả đam 188 đam của cái vũ khí hỏa sát lội công này. Một con cái băng rồng kinh điển, kháng băng cao này, kháng hỏa cũng ok này, kháng hỏa là được 10, 30, 35 điểm kháng hỏa, cộng với 16, 35, 45, 45 với 6 là 51, 51 kháng hỏa, cộng thêm cả trấn phái nữa, mắc 30 nữa, thì là nó vào 80 mấy kháng hỏa luôn à, phải. Úi ôi, nhìn những món đồ này chán chưa, ghê thật sự luôn, vãi cả đạn. Ê, con ác này thì em nghĩ là nó phải một mả tiền luôn đấy chứ, nếu mà để mua được những món đồ này nó quá kinh khủng, chắc không thể mua được bằng tiền rồi anh em ạ. Bởi vì anh Hà là một trong những người chơi ít hoạt động nhưng mà anh ấy đầu tư vào lệnh bài bot để anh ấy đánh kinh khủng quá. Vâng, em xin phép dừng video clip review ARC GLB35AMG tại đây. Anh em nào đi qua video clip này nhớ cho em thường xin một like cũng như được một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để gọi là cho kênh em càng ngày càng phát triển và để hút càng ngày càng nhiều view, để gọi là cho anh em mình có một cái kênh gọi là thật nhiều anh em gọi là cùng cùng chung một đam mê, gọi là thế hệ gì, thế hệ gọi là Gen Z thì không phải đúng không, thế hệ gọi là ô mà già, gọi là thế hệ già ô mà già để cùng thưởng thức game nha anh em nhá. Em cảm ơn anh em. Bye bye anh em.